Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm bộ trang sức bạc trái tim. Bộ trang sức bạc trái tim tinh tế, phù hợp làm quà tặng cho phái đẹp. Sản phẩm chế tác từ chất liệu bạc 925, bền đẹp và an toàn với người sử dụng. Mỗi sản phẩm đều được các người thợ hoàn kim chế tác tỉ mỉ, mang tới bộ sản phẩm hoàn hảo. Bộ trang sức bạc trái tim, nhận đặt chế tác theo yêu cầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.